Hôm các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Huỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Huỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và sẵn đây Uyên Huỳnh xin nhắc nhở một điều, các anh chị tham gia chương trình thì cần làm video phỏng vấn nói về bản thân mình và phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định tham gia chương trình. Vì khi Uyên Huỳnh đã làm video thì sẽ không có thay đổi. Và hôm nay Uyên Huỳnh có một ưu đãi mới dành cho những hội viên. Các anh chị nói rằng khi đăng ký kênh của Uyên Huỳnh thì chờ rất là lâu mới được phỏng vấn. Thì thật ra với số lượng người đăng ký kênh khá là nhiều, Uyên Huỳnh không có thể có hết thời gian để làm cho các anh chị. Tuy nhiên chương trình dành cho hội viên thì sẽ có được những ưu tiên. Những anh chị nào đăng ký hội viên thì sẽ được ưu tiên phỏng vấn trước những anh chị không có đăng ký hội viên. Tuy nhiên Uyên Huỳnh cũng xin lưu ý các anh chị một điều rằng những anh chị nào còn cô đơn thì Uyên Huỳnh sẽ đăng lại bên phần Facebook. Nào bây giờ Uyên Huỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Chị chào em nha. Dạ em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Huỳnh. Dạ em chào các bạn đang xem chương trình của chị. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Hồng Loan, năm nay em 44 tuổi. Dạ. Ngồi thẳng là bình thường, đừng đưa mặt vô vậy nha. Dạ. Rồi hiện tại em đang ở đâu? Em đang ở thành phố á chị. Ở thành phố hả? Em dưới quê lên hay là về em thành phố luôn? Dạ, ở quê em lên đây á chị. Quê em ở đâu? Quê em ở Cần Thơ. Em lên thành phố được bao lâu rồi? Em lên đây là 21 năm. Em lâu dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi hồi lúc em mới lên em làm công việc gì? Đó em đi mai á chị. Mai xí nghiệp mai hả? Dạ em đi mai xí nghiệp. Rồi tới giờ em làm công việc gì? Rồi cái sau đó em mang thời gian được 6 năm em nghỉ. Em nghỉ cái em đi ra em buôn bán. Em bán cà phê và tạp hóa cho dãy công nhân nhà trọ chị. Dạ cái chỗ đó giải tỏa, cái bắt đầu em mướn mặt bằng cái từ ngoài, cái về em bán cà phê rồi em nhận hàng em may thêm. Bán cà phê rồi sau có thời gian may hàng nữa. Dạ tại có bà chị á. Dạ cho nên là em nhận rồi lúc nào em rảnh là em phóng mai phụ với bà chị em, hai chị em ở chung. Hiện tại là em đang ở chỗ mặt bằng em thuê đó hả? Dạ. Đây là quán cà phê hả? Dạ. Quán cà phê em mở thì cũng gần khu công nhân hả? Dạ gần khu công nhân nhưng mà em mướn là mướn của đất của giống như của nhà nước đó chị, của bên văn phòng khu phố vậy đó. Cái chốt mình tôi chật cái em mướn một bên. Được hả? Vậy em bán. Dạ. Thay như vậy nó có rẻ hơn không? Dạ cũng rẻ chị, tại vì giống như mấy chú rồi mấy anh rồi cũng nói như cuộc sống của tụi em cũng rất giả, nhưng mà thấy hai chị em cũng sống cũng thật thà á, cho nên họ cũng tạo điều kiện cho mình sống. Nhưng mà thuê rẻ. Em thuê đây là được nhiêu tháng? Dạ, một năm vậy đó. Một năm là em trả bên khu phố vậy đó. Cuối năm cái trả một lần như vậy. Rồi nhưng mà em bán ở đó bán được không? Dạ cũng được. Lê bán hoài. Rồi mình dăng mấy cái võng cho công nhân người ta nằm á chị. Cũng được ha. Dạ. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em đó giờ em chưa lập gia đình. Mãi mê làm ăn quá hả? Dạ có quen bạn trai thì có, nhưng mà cũng chia tay hết trơn rồi, cái không có duyên hay sao chị, cái không có lập gia đình luôn tới giờ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mối tình đầu của em là năm em bao nhiêu tuổi?
Đó, em 24 tuổi. Quen được bao lâu? Quen cũng 6 năm á chị. Rồi người bạn của em làm công việc gì? Khá lâu ha, quen khá lâu. Dạ, hồi đó anh đó làm bên thợ điện. Rồi không gặp nhau nên chia tay hả? Dạ. Rồi sao phát hiện cái không hợp với nhau rồi đường ai nấy đi. Rồi bao lâu em mới quen được người thứ hai? Cũng 3 4 năm mà, cũng tầm 4 năm á em mới quen người thứ hai. Rồi quen người thứ hai được bao lâu nữa? Cũng 3 năm á chị. Là mất hết 10 năm rồi, mất tuổi xuân rồi ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó, hết tuổi xuân của mình luôn. 3 năm. Rồi cái xong cái kiểu như người ta cũng không có thiệt tình với mình đó chị. Rồi cái chia tay rồi cái em ở không tới giờ. Chia tay ở không tới giờ. Rồi em nghĩ ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em hả? Nói chung em dễ chịu lắm. Dễ tính em dễ hòa đồng lắm. Ai sao cũng được hết trơn á, giống như ai sao thì em vậy vậy đó, em dễ chịu lắm. Còn khuyết điểm của mình? Em thì hay tủi hơn, bất ước lắm, hay có khóc tủi hơn vậy đó, mình hay có buồn buồn, mình nên mình ai mà nói đụng chạm tới gì cái hay có tủi hơn mình nên vậy đó vậy rồi đó khóc hả? Khóc mình vậy đó hả? Dạ chứ cũng không nói lại người khác, sợ người ta buồn. Cho nên là tự mình ôm trong lòng mình rồi tự mình chịu vậy đó. Rồi khóc vậy rồi có chờ người dỗ không? Hay là tại đại tại anh tự mình không. Khóc và tự mình đánh? Tự khóc rồi tự dỗ hả chị ơi. Em tối em hay có vô cái em nằm em buồn em suy nghĩ người ta đối xử mình vậy vậy á. Cái tuổi thân cái khóc khóc xong rồi sáng thì đi ra rửa mặt rồi tắm rửa rồi đi ra buôn bán bình thường. Nhưng mà buồn họ cũng không biết mình buồn, lúc nào cũng cười. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ người đó thì giống như cũng có cái nghề ổn định như thế đó. Rồi cùng nhau mà xây đắp sau này cuộc sống, giống như là em muốn tìm một người để sau này có chỗ để mình sống với nhau suốt đời vậy đó. Chứ em không có muốn mà quen rồi bỏ nhau nữa, em sợ lắm, bây giờ em cảm giác em sợ yêu lắm. Sao không có tình rồi cảm thấy sợ phải không? Dạ tại vì họ phụ mình không mà, cho nên mình khi mà mình mà muốn mà để mà mình trở lại cho đừng có bị đau khổ phải trải qua một thời gian dài ấy chị. Ban ngày thì mình phải cười mà ban đêm mình buồn mình ơi, mình giờ em sợ cái cảm giác đó lắm cho nên là em không dám yêu ai nữa. Rồi em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em độ tuổi bao nhiêu thì ok không? Em nhíu được chứ anh chị. Em chỉ cần người ta thương em thật lòng. Chỉ cần thương em thật lòng thôi. Dạ. Rồi thí dụ anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Cái gì công việc chị? Thí dụ như lâu lâu một tuần nhậu một hai lần công việc của người ta làm ăn hay hoặc là người ta giao tiếp với bạn bè á thì chuyện đó bình thường thôi. Uống ít thì được ha, rồi nếu mà dạ. Uống giao tiếp thôi, còn không thì dạ. Rồi thì hút thuốc thì như thế nào em? Cái gì chị? Nếu anh đó hút thuốc thì như thế nào? Hút thuốc hả? Sao hồi xưa đến nay em không thích hút thuốc chị? Uống rượu thì ok, em biết hút thuốc sao? Em chịu hả? Dạ nhưng mà em không thích hút thuốc. Vậy đó. Dạ. Hút một chút em bán cà phê mà người ta hút thuốc em cũng khuyên người ta nên bỏ thuốc đi đừng hút. Vậy đó. Nhưng mà rồi em có bán thuốc không? Dạ có, nhưng mà mấy người mua thuốc một ngày mà mua 2 3 gói là em nói là chọn hút thì chi dữ vậy. Hút ít ít thôi. Sức khỏe là vàng chứ hút còn chi quá. Em bán thuốc mà em khuyên người ta đừng hút thuốc. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem. Em tình cờ em lên trên mạng nè, em coi của chị đó. Em coi ở trên YouTube hoặc Facebook.
Facebook, rồi cái sau đó cái đầu con có nửa chừng lưng lửng à, cái đầu em bắn qua cái vô tích em coi á chị. Rồi em coi được lâu chưa? Em mới biết chị mấy tuần nay à, mới coi được mấy tuần nay. Vậy hả? Chứ lúc trước em đâu biết đâu. Sao em lướt lướt Facebook á, em thấy chị trên Facebook á. Dạ, cái em coi xong cái rồi em mới qua bên YouTube em coi, em mới biết mấy tuần nay. Nhưng mà khi em coi thế rồi em có để ý được anh nào trên kênh của chị không? Dạ chưa, nhưng mà nói chung là em thấy em cũng, tại vì cái đời, cái cuộc sống của bên chị cao lắm, thành ra em cũng không dám mơ ước gì hết trơn á, cho nên là em coi thì em chỉ mình thấy hoàn cảnh người ta vậy vậy á mình coi thôi, rồi có người nào thích mình thì may mắn thì được thích thích, chứ em không có dám mơ ước. Tại thường thường bên chị là về Việt Nam là phải kiếm gái đẹp không à, mấy anh chàng mà có tuổi ở bên Mỹ á là em thấy về Việt Nam là kiếm gái đẹp mà trẻ, còn như em là lớn tuổi rồi cho nên em không dám mơ. Biết đâu duyên nào mình nằm đâu đó ha, mọi người đều có hy dạ vọng. Rồi dạ em cũng mong rằng là được như vậy. em có được mấy anh chị em Nhà em đông lắm, nhà em tới 12 người. đông dữ vậy đó hả? Dạ mà năm trai bảy gái mà có gia đình hết trơn, chỉ còn có mình em là chưa có gia đình. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không, Cha mẹ của em còn đầy đủ không? ba em mất rồi, ba em mất năm nay là năm năm 6 năm gì rồi, còn mẹ em, còn Mẹ em đang ở mẹ em năm quê nay hả? 78 tuổi. Mẹ em đang ở quê hả? Dạ lúc mẹ em lúc trước là hay ở đây với em lắm, nhưng mà Tết này cái về cái cách nhà ở quê á, cái mẹ em nó thôi để ở quê vài tháng rồi hết tháng này rồi em cũng rước mẹ em lên đây với em. Em rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Em 1m50, Cân nặng bao nhiêu? em 48 kg rưỡi. Em có thể đứng lên cho mọi người nhìn thấy em nha, cái dáng em ha. Dạ Ok, quay phía sau cái em. Rồi, được rồi. Em muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? miếng nữa không gì. Cao nhiêu cũng được hết hả? Dạ tại vì nhiều khi duyên nợ mình thấy đẹp trai mình thích mà họ không thích mình rồi sao, cho nên là em sống được em dễ lắm, em chỉ cần những người mà thương em thật sự thật lòng thôi, để sau này cái tuổi già còn lại để hai người cùng nhau để sống rồi thì cố gắng để cùng nhau để làm với nhau thôi, chứ em không có mơ ước được cái gì cao hơn nữa. Em thích anh làm quen với em là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Giống như là cũng nói vừa vừa thôi, đừng nói nhiều quá, nói lúc nào hại thì hài vậy đó. Rồi em á, thông thường em có trầm tính ít nói hay lanh lẹ hoạt bát? Em thì tại em buôn bán cho nên em cũng hay hoạt bát lắm. Nếu có người yêu em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Con gái lúc nào cũng thích con trai lãng mạn nhưng mà không đòi hỏi đâu, ví dụ như họ thương mình thật lòng họ có thể chăm sóc cho mình đủ thứ, không cần thiết phải lãng mạn quá mà họ không thương mình. Bây giờ thì em bán là em bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ sáng 6 giờ là em mở cửa ra em bán, tới như giờ này là bắt đầu em sửa soạn em dọn rồi nè. Là em bán suốt luôn như thế đó hả? Dạ, bán nguyên cả ngày. Rồi thí dụ như thời gian rảnh rỗi mà lúc mà em buồn phiền, lúc em stress thì em làm gì để giải trí cho mình?
Chị em thấy em sống nhiều khi cuộc sống em ấy, nhiều người ở gần nó sao mày sống nhiều khi nó vô vị vô màu vậy, không có đi chơi mà cứ cứ sáng mở mắt ra là bán cái tới chiều như vậy đó. Nhiều khi mấy bà chị bạn em cũng đi ăn này kia lễ 8 tháng 3 này kia chị, nhưng mà mình thấy thôi đi chị ta thôi nhà bán đi cũng đâu có gì vui đâu, đi em ít có đi chơi lắm bởi vì em lên Sài Gòn cũng lâu rồi, nhưng mà nói về Sài Gòn là em không có rành nhiêu, mình rành là rành cái khu của mình ở thôi chứ trong Sài Gòn ở trong mấy chỗ mà chơi vui rồi này kia là em hoàn toàn không rành. Đi là tối ngày cứ buôn bán suốt đó, rồi những lúc mà Dạ buồn cũng biết làm gì nữa hả, cũng bán cũng cũng như vậy thôi à. dạ vậy đó, cứ cứ vậy miết á. Còn hồi lúc mà có lãnh hàng mai á là bắt đầu là sáng là bán là dọn quán xong là chị em ngồi mai tới nhiều khi tới 12 giờ đêm chưa tắt máy đi tắm. Còn khi mà có người yêu có đi chơi dành thời gian cho người yêu không? Dạ nếu mà có thì mình cũng phải sắp xếp để dành thời gian cho nhau. Rồi em quen với hai người trước rồi có đi chơi rồi không, hay là tới quán em ngồi chơi thôi? Chị tới quán không mà chị, lâu lâu mới đi một lần chị. À vậy đó hả? Tới quán không mà cho nên là hầu như họ cũng thấy mình không có được, sao không biết nữa, chắc người ta cũng thích lãng mạn đi chơi nhiều hay sao á. Là thành ra là từ từ cái hồi mình phát hiện là họ phản bội mình chị. Bây giờ chắc chị nghĩ chắc mẹ em cũng mong mong em lấy chồng lắm đúng Dạ đúng rồi, mẹ em hay có thường than với em á. Mẹ em nói gia đình ai cũng lập gia đình hết rồi, bây giờ còn có mình em mà mẹ em thì lớn tuổi rồi đó. Mẹ em cũng mong em có chỗ để cho mẹ em yên tâm. rồi mẹ em có nhờ gia đình ai làm mai gì cho em không? Hồi đó thì còn, hồi lúc mà em còn tầm hai mấy 30 thì mẹ em còn khỏe, còn giao tiếp bạn bè xóm giềng đồ này kia chị. Rồi bây giờ mẹ em lớn tuổi, mẹ em cũng đi đâu, rồi ở trên em là nhiều hơn. Rồi tối ngày mấy mẹ con lẩn quẩn mẹ em thì lẩn quẩn trong nhà với tụi em không à. Rồi coi như là mẹ em cứ cứ hay lâu lâu cái mẹ em hay cứ kể chuyện này chuyện kia, cái nói như vậy thôi, chứ giờ cũng không biết ai mà kêu làm má cho em. Sao hai mối tình đổ vỡ, không có quen, không có được thành công á, thì em nghĩ đàn ông, người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em thấy chỉ biết thương em, lo cho em thật sự thôi, chứ đừng có sống mà phản bội em sợ phản bội. Rồi ví dụ như em thì cũng nói chung em là tính em là hay có cần cù, em chịu khó lắm. Em nói thà là em cực cái thân chứ đừng em cực cái đầu, em sợ suy nghĩ nhiều á. Nhưng em trải qua cái giai đoạn đó vậy em sợ suy nghĩ lắm, cho nên là nói tới yêu là bây giờ là em lạnh lùng lắm, em nói em sợ yêu lắm. Bây giờ nếu người nào thương em thật sự thì thấy rồi, hoàn cảnh em sống khó khăn như vậy đó, rồi em cũng cố gắng em làm vậy đó. Nếu thương em thật lòng thì đến thì gia đình rồi tìm hiểu hai bên, không ai ràng buộc cái gì hết á, thì mẹ em gả vậy thôi. Chứ mà còn bây giờ mà nói mà yêu đương rồi phải đòi hỏi đủ thứ, mình đâu còn trẻ đâu mà mình đòi hỏi dây dữ luôn. Rồi em có biết nấu ăn không? Dạ biết, biết nấu ăn cơm nước trong gia đình thì em làm được hết, nhưng mà nấu đồ món với làm bánh thì em không biết. Dạ dễ, đi lên lên YouTube cái gì cũng có hết. Không, hồi đó giờ em đã từng đi du lịch ở đâu chưa? Em có Chưa sở chị, thích du lịch em không? chưa đi du lịch đâu nha. Em có sở thích du lịch không? Em cũng thích lắm á chứ, em thích lắm á, mình cũng thích lắm, nhưng mà mình không có cơ hội mình đi. Em chỉ có được đi Vũng Tàu mà giờ cũng hơn 10 năm mà không có đi lại Vũng Tàu. Nếu bây Nha giờ Trang em chưa đi nha, em chỉ mới đi Vũng Tàu không. nếu bây giờ á, là em lập gia đình thì điều trước tiên em làm là em sẽ làm gì? Thì em cũng buôn bán. Em cũng buôn bán. Phải sanh Dạ em bé em chứ. cũng vậy. Thì Lớn tuổi rồi phải sẽ tranh thủ sanh em bé chứ. thí dụ như nãy là em cũng thích lắm á chị, em thích lắm á, nếu mà được thì mình càng càng mừng hơn á chị. Nhưng mà Dạ với công chứ việc tuổi em thích lắm á.
Với công việc bán cà phê như thế này thì em nghĩ đã ổn định chưa? Nếu mà có cơ hội em có muốn làm việc gì khác không? Hay là em vẫn làm công việc này? Nếu mà có cơ hội thì em cũng thấy là cũng nên bán, ví dụ mình kiếm cái mặt bằng rộng hơn á chị, mình sẽ mở nó sẽ rộng lớn hơn. Chứ em thấy ví dụ như cà phê nó cũng ổn định với cuộc sống của em. Tại vì em ở chỗ này, em chị em nói là em thuê chỗ này là em rất là tốt rồi. Dạ. Có thể là em không nói là giá thuê nhiêu, nhưng mà chị nghĩ là giá thuê nó sẽ rất là rẻ, rồi có thêm những người gần đó họ ủng hộ cho mình nữa, thì cuộc sống của em khá là Dạ. ok. Dạ. Đúng rồi. Em được có cái em sống là nhờ những người xung quanh đó, với mấy chú mấy anh rồi thương em á, thương chị em đấy, như cuộc sống cũng khó khăn nhưng mà cũng cố gắng á. Mình thấy chị em sống cho nên họ thương lắm, họ tạo điều kiện cho tụi em kiếm tiền để sống. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau Dạ. video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của em trên kênh của chị nha. Rồi em chào khán giả ha. Dạ. Dạ, xin chào các khán giả. Em chào chị Uyên Quỳnh. Dạ, em cũng cảm ơn chị khi chị đã có ý để kiếm người cho em gì đó. Nếu mà được như sự mong muốn, em cảm ơn chị rất nhiều. Em phải coi video rồi tự em tìm cho em, chứ chị không có tìm cho em. Ok, rồi Dạ. có anh nào coi video của em á, anh đó thích em thì chị sẽ cho số điện thoại của anh của em cho anh đó làm quen với em ha. Dạ. Ok, bye em, good night nha. Phòng luật sư Pius Pius Empire xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empire để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.